đài truyền hình sptn đã cho ra mắt dvd những ngày xưa thân ái chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dị vãng quý vị có thể order trên online sptn tv hoặc mua digital copy trên sptngo.com hình SBTN. Hôm nay Diễm Quyên rất vui khi được đến với khán giả trong chương trình Đối diện với sự thật cùng với hai vị khách mời đặc biệt đó là bác sĩ Ngô Bá Định và anh ừ. Tường Thắng. Xin mời bác sĩ và anh Thắng gửi lời chào đến khán giả. Xin uh, mến chào Diễm Quyên và xin mến chào anh Thắng và tất cả quý khán thính giả thương yêu của đài. Dạ vâng ạ, tôi đang xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Xin chào bác sĩ Ngô Bá Định và Diễm Quyên. Dạ vâng. Và kính thưa quý khán giả, chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta ừ. À, bước qua một năm mới năm tết ta năm 2021 mừng xuân tân sửu thì uh, năm nay thì mọi thứ nó khác biệt hơn những năm trước vì cái bệnh tình của covid lần này thì không biết là anh từng Thắng và bác sĩ có chuẩn bị gì cho tết năm nay chưa hay là cũng chỉ là relax và chill thôi <laughs> mà mình sĩ. mình hy vọng cô Vi sợ con trâu chứ con chuột nhỏ quá, <laughs> chủ nó nhỏ quá rồi đó. con chuột chỉ làm thí nghiệm cho những cái vấn đề mà vaccine trial, rồi, à, là, là, đó đó <laughs> đó thì đó, cho nên mình, mình hy vọng là <laughs> thấy, thấy thấy con trâu thấy con trâu nó nó nó, nó hùng dũng hổ. mạnh ủng hộ hơn, yeah. nó immune system nó mạnh hơn và con trâu nó có vaccine nữa thì à. hy vọng covid corona là, là là thôi nên xin xin hãy rời xa và dạ. còn anh thắng thấy sao? À, thì uh, chắc cũng ở nhà thôi bác sĩ. Dạ vâng. <laughs> Đúng Chứ vậy. học giam đi đâu nhiều nha dạ. dạ. Dạ vâng. Thì uh, dù có đi đâu hay ở nhà thì chúng ta cũng nên giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất cho tới khi mà tất cả mọi người đã có covid rồi, em I mean, <laughs> đều có <laughs> vaccine rồi, <cười> <cười> em xin lỗi. Covid, covid tất... kháng thể, ừ, covid <laughs> kháng thể, antibody rồi thì chúng ta mới có thể tự do trở lại với cuộc sống như trước. Yeah. Um, và cũng nói về vấn đề vaccine thì và vấn đề covid thì bác sĩ có cập nhật gì về tình hình covid hiện nay ở Orange County và cũng như là ở nước Mỹ không? Nhưng mà trước khi thể... à, bác sĩ à, trả lời câu hỏi đó thì em xin được hỏi thêm một câu. Trước, dạ vâng. là tết này đó à thí dụ như bác sĩ đã chích ngừa rồi dạ vâng. đúng không hoặc là quyên hay là ai chích ngừa rồi họ có nên đi chùa lễ đêm 30 hay không dạ mình ý kiến của mình mà mình nghĩ cũng qua những cái thông tin mình đọc từ cdc và public health fda này nọ đó, đó. Dạ. Và, và từ nhà thương họ cũng đưa ra những cái thông báo thì họ nói là không nên anh tại vì mình đến một cái chỗ nào thường thường phải ít nhất ít nhất là nhiều lắm có nên 10 người mà thôi à. cái thứ hai là biết chắc là những người đã vắc vắc xin hết rồi tức là phải có chích ngừa hết rồi à. và với điều kiện là họ không có triệu chứng gì hết mà đó là những người mình quen biết thân đó nha yeah. chứ những người ở xa mình không biết thì người đó nên quarantine đúng chính xác theo bài vở đó là người đó quarantine 10 ngày trước khi đến nhà mình rồi cái đó là nhà bây giờ vấn đề super bowl lại chợ chợ hoa chợ tết hay chùa chiền, yeah. hay nhà thờ khi mà trong ngày lễ Tết đó à, thì đi hội chợ hoa đó chúng ta phải cách cách xa càng xa càng tốt nhưng mà vấn đề lúc đó có những người không đeo mask hay lỡ lúc lúc người ta tháo ra để người ta ăn uống vào ban đêm khi mà trời lạnh đói bụng đó nét tới đói bụng chắc những viên bây giờ đang đói lắm, tháng <laughs> <laughs> nay thử máu nha bây giờ đói bụng thì, thì yeah. khi mà họ ra họ ho như <laughs> xin lỗi <laughs> anh thắng mới yeah. mình hay nhìn vào cái xấu của người ta tôi nghiệp quá anyway người nào ho ra hát xì đó mà người ta quên cover uh, quên ừ. cơm lại thì trên bầu không khí đó con đó nhất là trời lạnh nữa cái cái giọt bắn nó không có thành mà nó là những giọt tơi những cái spray đó dạ vâng. thì mà mình đi ngang mình hít vô đó, mình không biết mà nên nhớ nó như là airborne vậy đó, không biết. Yeah. đúng vậy tại vì con đó nó có three micron à cho nên mình đeo cái cái vải mà ba lớp á nó không ngừa được những cái mà từ 2.5 hay là 2 mai con trở lại, nó có thể xuyên xuyên qua cái cái màng vải, màng vải đó mà mình có thể bị. Cho nên mình thấy hội chợ hoa ngay Phước Lộc Thọ đó anh, mình thấy các bà con của bác đi mình cũng cũng ngại lắm. À, thì bản thân mình mình không đi. À, nhưng mà nếu cứ bà con bác mà có phải đi đó, đi ngắn thôi, về đi sớm về sớm và cũng nên tránh tình trạng mà tháo khẩu trang ra ừ, khẩu trang yeah, và yeah, yeah. Thì, thì thì hoặc là nọ và tránh đến gần những người nào mà họ không có khẩu trang và những người nào mà họ đang hắt xì lại ho hắn thì mình cũng nên tránh một tí vậy xíu vậy còn tình hình bệnh viện của bây giờ thì yeah. có vẫn cái case nó vẫn rising hay là có cái sự tiến triển trong cái ca ca nhiễm covid và nó cũng better hơn rồi từ khi có vaccine vậy bác sĩ rất là tốt cái số lượng người mà bị nhiễm bây giờ xuống gần như 40% phần oh wow. và và nhưng mà cái tỷ lệ tử vong nó vẫn nó giảm ít thôi anh, khoảng từ 2 đến 2.5% thôi. Tại vì tại vì deal. cái tỷ lệ cái tỷ lệ tử vong đó là phản ảnh của cách đây 1 cho đến 2 tháng. À. Cho nên nó phải từ từ. À, có vaccine thì cái số lượng người bị ca dương tính nó giảm xuống ba yeah. mấy đến 40% rồi. Nhưng mà số lượng à, nằm ở nhà thương thì từ 140.000 bây giờ xuống dưới dưới 100.000 rồi yeah. Đó là điểm rất hay. Nhưng mà cái khả năng người đó sinh tồn sau khi mà bài pháp tức là chụp mặt nạ oxy hoặc là lên máy thở đó thì nó nó cũng như vậy thôi cái khả năng các bác không không sinh tồn được ra khỏi nhà thương vẫn như cũ à. À. tức là hiếm à. lắm nhà và bạn và nếu ừ. mà khi vaccine nó nó vậy có nghĩa là xin nó rất là work nó nó rất là có hiệu quả uh, hiệu quả yeah. nhưng mà nếu mà xin hiệu quả vậy tại sao vẫn có người không chịu đi chích à nha và có nhiều người á em này thì những người trẻ như em chưa được chích á, thì rất là muốn chích và nếu mà trả tiền mà cho được chích là cũng chích liền đó mà chưa mà chưa tới phiên nhưng mà chưa tới à, được chưa anh thắng chích chưa à, chưa tới phiên bác sĩ chào hoài vâng. bác, người bác sĩ mà nghe được tới được đã được chích rồi đã được tới phiên mình rồi dạ. thì lại không, chịu không chịu, đi chích. đúng. Không đúng. Không chịu đi và cũng cũng chẳng tin vào cái bác xin nữa thì tại sao có những trường hợp đó vậy <laughs> nước mà chích nhiều nhất trên thế giới là nước Israel đó anh ở về. À? À, nước xeo là khoảng ừ. chừng à, gần như là 60 70%, tức là 10 người là 7 người đã được chích. À. Nước Mỹ đứng hàng thứ thứ tư thứ năm sau United Kingdom nước Anh với lại hai à, nước nữa. À thì nước Mỹ là trong 10 người chỉ có một người thôi, một người chích thôi, tức là 100 người có 10 người chích thôi, tức là 10% thôi. Mà trong à. khi số thuốc đâu có thiếu phải không ạ? Dạ à, vâng vâng. Cái vấn đề là có nhiều bác như một bệnh nhân của mình đó, bác trai thì chích rồi mà bác gái vì nghe một nói chuyện với lại người người bạn đời à. khổ vì bạn mà khổ nạn vì đồng hương nhiều lắm, <laughs> <laughs> vì cái người bạn nỗi khổ đó nói chích bố có nhiều người chết, cho nên bác không chích đến rồi mà vừa rồi mới gặp cách đây hai ngày thôi, yeah. người, người, người 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 bố đó là chú Long đó, chú nói là con gái tôi đó phải coi như là khóc lóc nỉ thôi mà cuối cùng năn nỉ bà bao nhiêu lần cuối cùng bà mới chịu chích, mà chích rồi thấy bệnh không không có không có bị phản ứng gì hết. À, thì mọi người con gái là người người dân khoa học tin vào khoa học tin vào y khoa thì yeah. thì lo cho bố mẹ cho nên khóc luôn mà năn nỉ người mẹ mình chích cuối cùng người mẹ ở chích quý vị nó nhớ rằng bất cứ một cái mũi chích nào đó Diễm quyên và anh thắng cứ 100 trăm ngàn ca chích ngừa đó sẽ có một ca nó phải, có những triệu chứng ghê gớm và phải vô nhà thương và có thể chết tán mạng người là anaphylaxis à. thì Nhưng mà cái tỷ lệ cái là tỉ, cái lợi, cái đó là bao nhiêu mấy chục năm nay rồi cứ một khoảng 100 ngàn người sẽ có một cây là phải chấp nhận thôi. Yeah. Nhưng mà không lẽ vì trong 100 ngàn cây đó mà chỉ có một cây đó mà mình ngưng chích hết. Yeah. Có phải là mình dạy mình mình gọi là 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 hơi hơi không có kém chí không? Yeah. À, mà cái chích ngừa nó bao nhiêu các loại chích ngừa nó xây bao nhiêu tỷ người trên thế giới này Đúng bao nhiêu mọi người. Yeah. Thì bây giờ cho đến bây giờ đây mình có nước Mỹ chúng ta đã chích khoảng chừng gần 30 chục triệu mũi rồi. À 28 đến 30 <laughs> triệu mũi rồi. Yeah. Mà nó thì đúng ra theo đúng con số đó là phải từ phải có 300 ca phải chết người phải không ạ? Dạ đúng. Nhưng mà đến giờ này không có. Bên Do Thái cũng vậy, Israel cũng vậy, họ chích biết bao nhiêu mũi rồi mà chưa có những cái cái người chết nào ghê gớm hết. Dạ. Cho đến giờ số người chết nếu tối nó làm là dưới 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 10 người, dưới, dưới 5 người, 10 người, dưới nó có thể dưới 5 dưới hay 5 người luôn đó. Dạ. Mà quý vị tính coi đúng theo chính xác khoa học đó theo theo thống kê đó là đến đúng là phải 300 người phải mất mạng hay là nằm nhà thương là mình yeah. chứng hết Mà bây giờ chúng ta có bốn năm người quý vị nghĩ coi Cái chiếc ngựa này rất là xếp Thôi anh nếu có bác nào đó mà thấy anh Thắng đẹp trai Bác nào mà thấy mến cô Diễm Quyên nhà ta hay là nhớ anh còn độc thân mà, mà mến sắc đẹp của cô Diễm Quyên thì thì thôi diễm quyên khóc một lần đi trước mặt mọi người để cho bà con có bác chích <laughs> khóc khóc được không diễm quyên dạ, thôi, <laughs> em khóc muốn nữa đi niềm vui tới thôi <laughs> sắp tết rồi mà khóc đi xui không, quá không được mang nước mắt tới mọi người dạ vâng và nếu mà vậy thì theo như bác sĩ bác sĩ đã chích hai mũi rồi á dạ, vâng. Bác sĩ có cái reaction gì hay là cái side effect gì không? Có thấy mệt không bác sĩ? Có chị? thấy mệt hay là gì không? Để chia sẻ Những người mà đã có bệnh lúc trước mà trong yeah. người mình nó có kháng thể đó dạ yeah. Thì chích sẽ thấy mệt cũng có sốt nhẹ cũng đau nhức mình mẩy nhưng mà uống Advil, Tylenol, Naproxen, Ibuprofen vô thì thì, thì, thì thì sau một ngày là bản thân tôi thì hết có một số y tá nói là sau hai ngày họ mới ok à. nhưng mà đó là những người mà đã có kháng thể yeah. họ đã bị bệnh rồi bây giờ chích thì nó phản ứng thôi yeah. cái là điều tốt nó show là cái immune system mình, mình đã working còn đa số là những người chích không có ai bị cái gì hết À. có thể bị ừ. mệt nhọc nhẹ nhàng cái đó là người ta nói rồi 50 là nhức đầu 30 trăm là sốt 30 trăm là nhức mình mẩy 30 phần trăm là yeah. có thể là bị bị oải mệt này nọ đó ok mình rất là minimal đúng không? minimal rất là rất là, ít thì à, quý bà con cô bác nên chích tại vì đó là nghĩa vụ chúng ta chúng ta bảo vệ chúng ta để mà chúng ta không <laughs> lây cho người bị nhỉ? bệnh xong rồi lây à. cho những người xung quanh mình cho nên nên chích ngừa cái bệnh chích ngừa tôi nghĩ thứ nhất đeo khẩu trang nhá tức là cách ly xã hội nhá thứ ba là phải hygiene tức là vệ sinh mắt mũi miệng môi chân tay này quần áo này nọ à, rồi tuân theo những cái chỉ thị những cái pháp luật người ta đề ra từ y khoa cộng đồng cái cuối cùng là phải năng nổ chích ngừa và khuyến khích mọi người chúng ta chích ngừa tại vì chích ngừa là tôi nghĩ là nghĩa vụ của người công dân cho nên bác sĩ thùy trang nguyễn gì mà tiên đoán là tháng tư là dịch sẽ hết đức mẹ sẽ xuống à, khóc cho cùng cho chúng ta <laughs> bác sĩ thùy trang nguyễn nào trên facebook là lại nói là À, sau đó là nói, là nói là chích ngừa cái mũi thứ nhất là đủ rồi Cái mũi thứ hai là làm giàu cho, cho tư bản, bản. Yeah. phạm yeah. Company tức là đấy Quá sai lầm Mà biết bao nhiêu người theo yeah. Mình bản thân người bác sĩ Nếu mà cố vấn một cái gì cố vấn cho bản thân mình Mà cố vấn cho người đó phải có cái quan hệ Bác sĩ và gia đình luật pháp đàng hoàng yeah. Và phải ghi chép xuống đàng hoàng Chứ không phải nói câu chuyện làm quà mà Nhất là những người mà có nhiều người theo đó cả ngàn người mấy chục ngàn người mà mình nói một cái mà mình thấy giết một cái mà nói là bầu cử gian lận à, mà có thể chết biết bao nhiêu chết một nền dân chủ luôn Đúng. tại vì sự nghi kỹ chút nữa mình sẽ nói vấn đề tiền dạ, giả thì dạ dạ quý bà. vị mình có thấy tên cô gì bác sĩ Thùy Trang mà sau này không 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 tự xưng là bác sĩ nữa mà đổi là làm nghề chơi, chơi stock mỗi ngày bao nhiêu người nghe lời và cái 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 nhóm người này nghe nói nhóm người 10 người có thể là trong nước nó phải là có phải có phải là đảng viên hay là nằm trong force 47 không tôi nghi chắc là vậy thì họ đã có những cái cố vấn về chơi stock nữa yeah. <laughs> bác, bác, sĩ gì đâu mà cố vấn về chơi stock mà bây giờ nói là chỉ chích có một mũi thôi đừng nên chích mũi thứ hai tại vì làm giàu cho tư bản Rồi. mà quý vị đã nhớ chích một mũi đó chỉ có 54 là có hiệu quả thôi à. Còn mũi, đơn. thứ hai và sau một tuần hoặc là hai tuần nếu mà một DNA à, thì nó mới được 95 phần wow. mà nên nhớ cho dù 95 trăm mình cũng có thể xui xẻo mình nằm trong cái năm phần trăm là mình chết rồi mình vẫn bị như không thường hoàn toàn là an toàn no không có cái gì mà trăm phần trăm hết dạ vâng và cảm ơn bác sĩ rất nhiều về yeah. đã cập nhật cho mọi người biết về tình hình covid hiện tại và sau đây xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình svtn chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát Và phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng tôi xin được trở lại với buổi nói chuyện cùng với bác sĩ Ngô Bá Định và anh Tường Thắng. Và để tiếp tục chương trình thì Quyên muốn nói về một cái tin tức mà nó đang uh, uh, popular mấy bữa nay đó chính là dân biểu Marjorie Taylor Greene là của nền dân biểu của đảng Cộng Hòa. Thì uh, cô này cô rất là tin vào cái thuyết âm mưu QAnon như là những cái show lần trước mình nói kêu non là cái thuyết âm mưu mà nói rằng có một cái đảng đảng dân chủ ngầm là chuyên đi mua bán mại dâm trẻ em và có những cái uh, thuyết âm mưu à cái thuyết uh, âm mưu, thuyết yeah. âm mưu yeah. nó rất là giả tạo và nó trái trái với sự thật và cô Marjorie Taylor Greene này thì cổ tin rằng những cái thuyết âm mưu này là sự thật một trong những cái thuyết âm mưu này là um, cuộc bầu cử bị đánh cắp nè, xong rồi cháy rừng ở California là do cái laser bắn từ trên trên trời xuống. <laughs> súng laser, <laughs> súng laser. Yeah. Cái súng laser đó là là ôn bay những người ở người Do Thái, những người Do dạ, Thái. Vâng. Trời dạ. ơi. Và dân chủ và đảng dân chủ và các ngôi sao của Hollywood thì như đó theo tôn thờ quỷ Satan. <laughs> rồi đó cái này là buồn nhất này, là những cái cuộc mà thảm sát học sinh tại trường học oh. uh, trường sandy hook mấy mấy năm vừa rồi rất là uh, một cái cuộc thảm sát chết rất là nhiều người và học sinh nhỏ mà cô lại cho rằng đây là một cái cuộc dàn uh, dựng của dân chủ và oh, đó không phải sự thật nhưng mà người chết là chết thật chứ không phải giả đâu ạ yeah, và còn rất nhiều điều tin về tin khác nữa thì hôm nay là ngày thứ năm uh, họ cũng đã quyết uh, house of Representatives cũng đã quyết định là sẽ vote coi là có cho cô giữ cái vị trí giống biểu của cô không hay là uh, tự hay là vote revoke cái cô resign cái vị trí của cô yeah. thì uh, mình vẫn chưa biết được là cái số vote nó ra sao yeah. nhưng mà theo anh thắng thì bác sĩ thì thấy là cô này có nên tiếp tục giữ cái ghế này không mà cô này chỉ mới vô office được một tháng thôi nha Dạ yeah. là mới sworn in à, hồi oh. tháng tháng một năm nay không yeah. thì theo bác thạc sĩ với anh thắng thì uh, uh... Oh. cảm ơn anh thắng khiêm nhường quá cứu nhường cho định hoài đóng sắc cảm ơn, xác, cảm ơn diễn dạ. chị quyên dạ, viên Quy, nhớ hết và cũng là hay mình, <laughs> <laughs> mình mình nhìn thấy Ủa sao cô này có nhớ hay thật mình phải nhìn mình nhớ ok mình thấy cái cô cái cô Taylor uh, Green này hơi người tà bằng môn tà đạo người tà đạo nếu không nói nên đi gặp một bác sĩ psychiatrist để coi bà này có bị bệnh bipolar những bệnh mà psychosis mà những bệnh mà delusional có những cái tin tưởng mà hay là cô tán tận lương tâm mà mà nói xạo để mà được được thăng chức gì đó các mà nên nhớ cổ theo chi truy, truy theo cái anh mà David Hawk là cái người mà sống sót, sót trong cái và, và chỗ mình Portland đó yeah. mà 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 theo để mà harass mà nói nói tại sao mày làm vậy mày mua mày mày là con chó ngu ngu xuẩn yeah. mày đã bị đứa nào mua mày mà cái cái giọng điệu của cô là muốn làm sao mọi người đều võ võ trang hết các chính các học sinh theo bạn tính của cô nói là cũng phải là nên đeo súng hết làm yeah. gì trên trời mà trên trên đời này mà có chuyện mà một một cái một cái nhà trường mà học sinh mà đi học mang theo súng yeah. mà thầy cô giáo phải mang theo súng yeah. để biến nước Mỹ thành một cái bà này chắc chắn là có quan hệ lại national Association rifle là tụi bán súng, yeah. tụi bán súng nó nhận tiền từ bên nga đó mỗi tháng mỗi năm đó. nếu không nói là tới cả trăm triệu mấy yeah. trăm triệu và chống lại mà vận động hành lang chống đề tranh cử bầu cử cho những mà uh, nhân tuyển mà 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 cho những cái tội buôn súng và buôn, buôn súng tự do hoặc là tăng lên cái vấn đề mà súng mà cứ nguy hiểm hơn súng trường súng lực hay là súng quân sự luôn đó yeah. súng mà giết người hoàn loạn súng liên thanh đó anh yeah. thì đó những tay này Bà này bà muốn là, quý vị, rõ ràng là chúng ta đang ở, có sự tranh đấu rõ ràng của đám da màu kỳ thị thích súng. Nó muốn lấy lại đất nước, nó nói là đất nước này của chúng ta, chúng ta phải lấy lại đất nước chúng ta, như lời ông Trump đã nói. Còn đám da màu, da nâu, da đen, da vàng, là những người di dân sau này. Cái người da trắng thường đằng thường tôn họ không muốn di dân. Và có di yeah. dân là phải từ na uy đan mạch từ nước da trắng, mà. Nước da trắng. trong dạ. cái a những cái cái website mà quý vị vô wow, quý vị thấy kinh khủng lắm họ nói là đây đông khe là người nga người gì bất cứ miễn là da trắng toàn thâu nước mỹ là được rồi da màu đi ra chỗ khác yeah. cho nên quý vị đừng có tôi xin người cứ anh chuối nữa quý vị quý vị đừng nghĩ mình là 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 vietnamese girl for trump nữa quý vị đừng có nghĩ là mình có thể ngang với người da trắng nữa no no không có đâu đừng có tôi xin người cứ ăn chuối nữa mà trong trong ngoài vàng và trong trắng mà cách ê chề nhục nhã đó không nên đâu tôi nói đây là sự đối chọi của một nhóm nhỏ người đám nhỏ thôi kỳ thị thượng đẳng thượng tôn thiết súng và không muốn người da vàng người di dân người muslim hay là người người mễ người châu mỹ latin người nào mà da màu da đen là qua đây nó không thích rõ yeah. ràng là bây giờ rồi không cần không có chối nữa và cái đám thứ hai là đám tuy là không kỳ thị nhưng mà nó cảm thấy bất an nó lớn lên nó cảm thấy số quý vị ở đông nhà chưa thấy người một, một một người anh người miên, một anh người người hoa một anh người thượng dễ thương lắm thân yeah. ái lắm yeah. nhưng mà bây giờ khi mà họ lên tới mấy chục mấy trăm người tự nhiên anh cảm thấy bất an anh thấy hay ái ngại yeah. à, cho nên ở đây nó cũng vậy thôi tâm lý loài người là chúng ta vậy thì khi mà chúng thấy thấy số người da màu tăng lên đó, những người mỹ trắng tuy là họ không kỳ thị tuy họ họ là những con cháu của những người da trắng đã từng đổ máu trong cái trận chiến mà nội chiến Yeah. để mà tranh đấu để mà xóa bỏ cái, cái chế độ nô lệ. lệ đó. Yeah. Tuy họ là dân nhưng nhưng mà họ cũng cảm thấy bất an. Yeah. Nhưng mà tôi nghĩ cái đám đó là đám không có lại đa số mà đám người Mỹ trắng mà họ có đạo đức, họ có đức tin vào vào Đức Chúa và thượng đế, họ tin vào lòng nhân, họ tin vào cái sự bình đẳng giữa những con người màu da sắc tộc khác nhau và yeah. các tôn giáo khác nhau, thì họ đứng về phía đa số đa số 81 triệu 288 ngàn 888 tôi nhớ số 8 hoài à 81 triệu 281.888 lá phiếu bầu cho ông Biden. Yeah. Đó trong đó có những người da trắng mà họ là không có bất an, yeah. không cảm thấy insecure, không thấy không có kỳ thị. Yeah. Họ tin vào cái chính nghĩa, cái sự công bằng giữa người và người tuy là khác màu da với nhau. Yeah. Thì bà Green này tôi hy vọng ít nhất là bà phải tước những cái quyền mà làm ủy viên thường trực cho những cái ủy ban mà ủy ban về, Ê, về ủy ban về giáo dục, dục và, yeah. và và, và bớt chuyện một người mà vô đạo đức kỳ thị như vậy nhìn con mắt của bà thấy không yeah. nhìn cái khuôn mặt của một con người đàn bà mà mà giống như mẹ tấm à, mẹ cám mẹ ghẻ cám mẹ vậy thi yeah. mà làm ủy viên thường trực cho một cái ủy ban về giáo dục mà tin vào cái thuyết kia non và và này tin vào thuyết kia non là thuyết mà âm mưu mà Billary Hillary Clinton giết rất là nhiều đã, đã đã ám sát những người đối thủ chính trị của họ rồi còn chưa thể là Tổng thống Obama mướn một nhóm du côn mà MS13 đó để ám sát yeah. uh, Seth uh, ông Seth Rich ở Washington năm 2016 yeah. và cái vụ nhưng mà, mà cái này là buồn nhất là không có bằng chứng nào cho thấy máy bay đã đâm vào uh, uh, cái Twin Tower vào ngày uh, tháng 9 right, right. những người đã chết ngày đó 11 mà hôm đó là rất là nhiều người chết Chắc... nhìn tv nó chiếu nó chiếu năm nào cũng chiếu lại cái dạ, những ngày, ngày, cái ngày đó. buồn nhất của nước mỹ dạ, mà. mà lại bảo rằng là không có bằng chứng nhưng mà tối hôm qua ở trước uh, hội đồng bà đã nói ngược lại phải không anh Thắng dạ vâng dạ. tối ngày hôm thứ tư đó thì có một cái buổi họp riêng của đảng cộng hòa dạ. uh, đấu tổ hai người thứ nhất là bà lee Cheney Dạ. đứng của đảng cộng hòa đứng vị trí thứ ba trong đảng Được. về cái vụ là bà đã bỏ cái phiếu uh, truy tố uh, buộc tội tổ, uh, tổng thống trump ở hạ viện người thứ hai là bà uh, Marjorie green uh, với cái uh, lý do là bà tin vào những thuyết âm mưu và coi những cái tuyên bố như thế mà ông mike McConnell gọi đây là cái thuyết âm mưu đây là cái, cái ung thư của đảng cộng hòa Đúng. Đúng thì ông McCarthy là chủ tịch uh, thiểu số và cũng là chủ tịch của đảng cộng hòa ở trong hạ viện, ông quyết định là không đổ tố cả hai người này cho hai người đó đi qua luôn. thì đó là cái vấn đề, cái vấn đề đảng cộng hòa bây giờ chúng ta thấy rất rõ là đang bị chia rẽ, yeah. hai phe, một phe là uh, đại diện là phía bà Lee Cheney là yeah. cái lá phiếu lá phiếu của lương tâm, yeah. Đúng rồi. một phe đó là tin vào cái thuyết QAnon là cái thuyết âm mưu là cái chuyện, điều đó chứng tỏ là cái gì? là Đảng Cộng hòa đang mất niềm tin, xã hội đang mất niềm tin. Dạ, cho nên có người tin như vậy mới được bầu vào Quốc hội cho bác sĩ. Dạ. Thì, thì, hôm nay mình sẽ biết là bà MTG này bà có bị tước, tước cái quyền mà ủy viên thường trực hay là tước luôn cả cái quyền mà là làm dân biểu Quốc hội luôn. Dạ. Tôi nghĩ bà không nên làm dân biểu, bà không nên đại diện cho đúng, những người mà đúng. Và cho lương tâm nhân loại, cái người mà được tin rồi. vào dân chủ tự do và tin vào cái cái sự thật. Bà này bà, tôi đã nói rồi. <laughs> vì tiền, vì quyền lực. Bây giờ quý vị không tin, quý vị hỏi những ông mà dân biểu thượng nghị Chỉ là là ủy ban à, à, trong thành phố ủy, ủy nhiệm thành phố này đi yeah. người ta chuẩn bị để mà được, được cái chức vụ đó là cả nhiều năm tốn biết nhiêu tiền Đúng nếu không nói thôi cả trên trăm ngàn trăm ngàn đồng yeah. uống chi những tay mà lên tới dân biểu thượng nghị nó tốn cả gia tài luôn cả triệu cho nên đó. đối với họ yeah. thế giới vũ trụ sự tồn tại của họ là cái chức quyền của họ yeah. họ không tham quyền cố vị lắm chứ đến bà này á bà nói một đằng trong cái tối hôm qua Bà, mà bà, xin bà xin bà xin lỗi, bà, bà xin lỗi, bà nói bà, bà, cái đó là có thật, tôi không phải tôi là những người đã từng đi học trong đó, mà, mà tôi cái đêm hôm đó là bị thả, nó cũng đem súng tới để mà thảm sát, tôi là một những người mà sợ sinh tồn, dạ. và bà nói con của bà, bà cũng có có con, bà cũng phải quý trọng cái mạng của những đứa nhà, trẻ em, bà nói vậy nhưng mà cái đó là trong hợp kín thôi, mà ra ngoài đấy. á, trước công chúng bà vì, không nói vậy, vì, vì vì cái cái chức vụ của bà, vì vì bà muốn lấy những cái người mà bầu cho ông Trump cái phiếu của ông Trump ấy, bạn nói ngược lại, yeah. người ta người ta vì quyền lợi vì tiền bạc có thể giết cả cha mẹ bán con làm địa đếm, huống chi là một bà major quy này, bà nói láo nói lật như này, cho nên ông Miss mặc mặc con đồ, mặt Mặt, mặt, mặt nõn, mặc con đồ, mặc cao thì Thị uh, ơi, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> xin lỗi xin lỗi xin lỗi, OK, thì uh, thì tay này nói là cái Looney liar cái yes, sự láo xạo lại. mà điên khùng của bà này là, yeah. là là cancer của của đảng, cộng hòa. đảng yeah. cộng hòa tôi tôi nghĩ là đồng ý nhưng mà cái láo xạo mà mà mà, mà gian lận bầu cử đó yeah. mà mà láo xạo về vấn đề mà covid và hoax đó, là yeah. không có thật đó yeah. là sau 3 tháng 11 một biết đây sẽ tan biến đi, đi cái láo xạo đó nó là cancer của nhân loại là của nước mỹ yeah. này làm chết bốn trăm bốn trăm sáu mươi lăm ngàn người yeah, yeah có nó trên hai mươi mấy phần trăm của cả thế giới. Yeah. Cho nên <laughs> cái láo xạo của Mr. Biden là cancer của đảng cộng hòa nhưng mà cái láo xạo của những người mà thủ lãnh mà những người cầm đầu đó mà nói về cái Covid 19 này không có thật hoax mà mà play it down đó hoặc là vấn đề mà bầu cử gian lận để mà người Mỹ chúng ta mà chia rẽ chém giết nhau, nhau đó yeah. mà không biết chừng nào mới là mới Động là pháp. quên được cái điều này nữa yeah. tại vì bao nhiêu chục triệu người họ vẫn tin là cái cái cuộc bầu cử đó là thời gian lạnh thì yeah. chúng mình nói về cái đại, uh, smart smart tech gì đó phải không anh smartmatic uh, smartmatic uh, với lại uh, Dominion miên nói về vấn đề thừa kiện về vấn đề đó yeah. thì cái sự láo xạo của một người mà có nhiều người theo đó như là bác sĩ thùy trang nguyễn đó yeah. mà trong đó bạn thân tôi học từ la santa be bạn thân tôi học từ business họ là những người vô trong đó mà like những cái điều cái bà bác sĩ nguyễn thùy trang mà vớ va vớ vẩn đó láo biệt đó anh tin không bạn của tôi từ lúc nhỏ La Santa Ber từ ký vô trong đó lạy like. đau lòng không yeah. mà làm sao tin được một cái người mà nói láo một cái có phải là cuồng không yeah. bây giờ cần phải vô để nghe mỗi ngày không có vô không nghe không đọc cảm thấy thiếu thốn một cái gì <laughs> cái cuồng mình mới nói về vấn đề về lý sinh rồi phải không yeah. cái serotonin nó bị thiếu hoặc là cái dopamine nó quá dày quá yeah. dài. cái đó đều có hết. giải thích bằng lý sinh phân tử học hết yeah. Biochemistry và biomolecular hết yeah. thưa bác sĩ thì có nói như thế này Có những người bác sĩ, có những người trước là trí thức Tới bây giờ vẫn còn tin rằng đây là cuộc bầu cử đã bị đánh cắp bị... Có một à... bác sĩ nào trên đài nói đó nó phải dạ không? Dạ đúng anh? rồi, đánh cắp và bị Tập Cận Bình mua, à, mua hết cái cuộc bầu cử này Nó làm cho mình suy nghĩ lại cái 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 danh từ bác sĩ, kỹ sư Nhiều khi cái đó, đó khi mình học cái đó, đó mình chỉ được cái bằng để mình hành nghề cái nghề đó của mình thôi cái chuyên cái chuyên, chuyên nghề, nghề thôi. Vậy. Chẳng hạn như mình đi mổ người khác mình là surgeon mổ người ừ. khác thì mình biết ở đâu để mình mổ. Một anh học à, sửa xe thì anh biết là cái cái buji nằm đâu, cái 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 máy lọc xăng nằm đâu để anh sửa. Đúng rồi. Anh không thể sửa ở không mở mổ người được mà vì bác sĩ cũng không thể tìm đâu ra thấy được cái 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 air filter cái đồ lọc gió ở trong cái xe nằm đâu. Dạ, vâng. Mỗi người có một cái nghề. Nhưng mà cái nhận thức của họ về những chuyện xung quanh đó, chưa chắc là đã đã giống nhau. Diễm Quyên nghĩ sao về vấn đề? Có những người mà quyền cao chức trọng, có cái title nhưng mà nhưng mà tính hạnh chưa chắc phải không? Dạ đúng rồi. Thì nhưng mà cái đó em nghĩ vẫn là Uh, cái opinion của người ta. Yeah. <laughs> thì thôi mình okay, thôi. Uh, mình cũng đừng mình cũng không nên, uh, cũng không nên lên án à, hay cảm là chỉ trích ai hết nhở. Tại vì uh, everyone is <laughs> anh thắng nghe chưa? Dạ yeah, dạ. Yeah, <laughs> yeah, Cô yeah, em yeah. gái mình nhắc yeah. nhở. Everyone is entitled to their opinion. Đúng yeah. vậy, và đúng à, vậy. Ai cũng có quyền uh, có cái opinion riêng của họ và có cái uh, cái sự yêu ghét riêng của họ. Thì uh, mình ngồi đây thì mình chỉ nói về những cái tin giả để mọi người biết và mọi, đang đến tin thật để mọi cho mọi người uh, Đừng có theo cái tin giả nhiều quá mà bị chia rẽ cái cộng đồng thôi Chứ mình cũng không có muốn lên án hay là chỉ trích dạ hay vâng, là Ờ, dạ vâng. uh, oh, anh sai, ồ, oh, ừ. ok sai Như Patrick ừ. Henry đã nói và Ngô Văn Định đã modify lại Tôi có thể chết để cho anh được quyền nói dù điều đó không là sự thật Và hơn thế nữa, tôi có thể chết 10 lần nếu đó là sự thật và nó được sống trong anh dạ vâng ừ. niềm tin thì không cần bằng chứng rất. đó thì khổ như vậy dạ, dạ. vâng rất là hay <laughs> à. cảm ơn bác sĩ và anh Tuấn Thắng rất nhiều dạ. kính thưa quý khán giả rất tiếc vì hết giờ nên chúng tôi phải tạm dừng chương trình ở đây và xin hẹn quý khán giả trong chương trình kế tiếp cũng ngày này trên Đài Truyền Hình SBTN xin mời bác sĩ và anh Tuấn Thắng gửi lời chào đến khán giả dạ vâng thì tới mình uh phải mời thì đang nói nhiều hơn anh là người anh người là soạn hết những cái này Châu mà anh cứ anh anh cứ bán cái mà chạy đạn hoài với anh, anh anh, anh, sợ bị khổ vì bạn mình cố nạn được đồng hương thôi cứ đổ cho hai anh em tôi mà, Đúng mà ok xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian theo dõi vâng